Đó, đâu ngã đâu, thấy không? Nó sẽ bị dưới. Chào các bạn. Theo yêu cầu của nhiều bạn nên mình đã tìm mua một cái xe điện cân bằng nè các bạn. Đây con này là mình mua ở trên chợ tốt, mua đồ cũ nha, đồ đã qua sử dụng rồi. Giá mình mua cái con màu hường này là 2 triệu nha. Toàn nãy giờ nó mơi màu hường, các bạn thấy mình màu hường nó mơi. Mơi không? Nói chung là cái con này là mình mua đồ đã qua sử dụng rồi, nhưng mà cái người bán là ở gần nhà mình. Mình tìm mua tại Bình Dương mà. Trên xe vẫn còn gắt mới luôn các bạn. Đây. Người bán nói là xe này là mua là 3 triệu mấy á, bán mình lự là giá là 2 triệu. Mới sử dụng mấy có vài lần à. Bên hông mình thấy là cái này vẫn chưa tháo ra nữa nè, cái tem xe đâu nè. Đó, bịch ni lông để dành cho giữ cái cầm xe nè. Vẫn còn luôn nè các bạn. Để mình lọt ra luôn cho đẹp nha, chứ để làm gì. Đó. Bên đây vẫn còn luôn. Lọt ra luôn nha. Ai kỹ kỹ mới để cái này lại để dành đi cho nó không có chạy vậy, chứ tháo ra cho đẹp. Đó, như mới liền. Cái con xe điện này phải nói là nó rất là nặng luôn các bạn. Cái dáng cực cân bằng này nè, nói chung là nó rất là nặng. Mình nghĩ là nó nặng 6-7kg luôn á. Rất là nặng luôn. Nói chung là mình sạc cắm điện vào sạc nó khoảng 2-3 tiếng gì đó là nó đầy pin và chơi thôi. Cái nó đơn giản mà nó sạc đầy pin rồi. Giờ mình chỉ cần nhấn công tắc nguồn và chơi. Đây đây có công tắc nè. Nhấn vào. Đó, nhấn vào là nó sẽ kêu. Và tự cân bằng hả? Thấy cân bằng đâu? Hình như mình phải đứng lên nó mới cân bằng đó các bạn. Đứng thử cái rồi. Quá đời heo. Đi chân không đi, cái dễ. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Nó bị gì nó tự nhiên nó quay qua quay lại kìa. Phải nói là cực kỳ khó đi luôn các bạn. À mình nhảy người ra sao là nó sẽ ra sao nè. Còn chuối người đang trước nè. Phải nói là cực kỳ khó đi luôn. Vô cái xe mẹ qua đây mẹ. Ngồi xuống dễ đi hơn không? Ngồi xuống dễ đi hơn nè. Nè ngồi xuống dễ đi hơn nè. Đó. Ok hơn không? À, quay đầu nè, quay đầu nè. Tới nè. Phải gọi là rất là khó đi luôn các bạn, không đi không quen á. Thử tờ. Trời khó đi á. Thì đâu có té rồi, sợ mình kế bên mình xuống mình bước chân xuống thôi. Thử cái coi biết cảm giác là đi nó khó như thế nào. Đứng lên hả? Ừ, bỏ dép ra luôn, dễ đi hơn, có dép khó đi luôn. Đứng hay khó. Đứng một chân lên. Đứng cái giữa, đứng cái giữa. Đổ đứng cái chạy cái kìa. Đây, dịnh lên cho đi. Đó, đứng lên. Đứng đều lên. Nó chưa đều, nó báo chưa đều. Coi. Nó lại nhìn. Sao đứng không đều? Cái chân phải đều cái bàn đó. Ừ. Ok giờ đi thử coi. Xe đi không bạn khó đi quá à. Khó đi rồi. Thế sao anh Lâm đứng được? Anh Lâm đứng được mà khó đi thôi. Từ từ nè. Đứng lên ngay giữa nè. Bắt đầu biết đi rồi nè. Đó, đi được rồi nè. Đi nhanh thử.
Ủa này sao đi nhanh được? À nó đâu té mình được đâu, chỉ là mình tự nó té thôi. Khó khó đi vô quẩy. Vậy sao thấy tụi nó đi ào ào luôn, mình đi không được ha. Đi ngoan. Đi ngoan hả? Thấy nó chạy nhanh lắm á, nó chạy như điên luôn á. Bánh này sao chạy nhanh được? Thì mình nghiêng ngửa đằng trước nè. Không nhanh nào. Như siêu nhanh vậy toàn nè. Thấy chỉ đi luôn là dễ rồi, nghiêng ngang sao rất là dễ, nghiêng tới trước rất là khó luôn á. Này mình chỉ cần đảo con cái là nó quay vòng vòng như điên luôn nè. Nhức đầu mẹ, nhức đầu mẹ, nhức đầu. Cực kỳ khó đi luôn. Thử thử. Thử đây. Sợ gì có té đâu, đâu té đâu sợ. Quen kêu ai đi. Lên thử đây, đây, đây. Ngồi xuống á, ngồi xuống. Té nữa. Sao té được? Mình kế bên đắt, đắt kế bên mình sao té được? Sao té được? Đi không quen, kêu vậy. Vậy đâu kêu vậy ra đi thử coi. Chứ không người nào biết đi này hết à. Vậy là equity mình là không nào biết đi này luôn à. Chưa đụng với thầy lần nào. Đây, bước chân lên. Vô này gà cắm gai là phơi à. Rồi em nhanh không, nhanh không, nhanh không. Gì không? Chỗ này nó bị dốc quá. Né 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 mấy cái chỗ dốc ra. Ghê rồi nè. À mình đứng một chân lên mà mình không chịu nhảy chân kia xuống là cái nó bị đảo một bên đó các bạn. À nó đi liền ha, mình chúng ta có thể điều khiển một chân được nè. Nói chung là nó bị ngu luôn. Đứng một chân nó chẳng đi luôn á. Quái hả? Nói chung là mình cứ việc mình nghiêng nó người như vậy là nó sẽ đi vậy. Mình đạp lên nó mà mình nghiêng là nó sẽ đi vậy. Bắt đầu là phải ngay trọng tâm. Đó. Đi một chân luôn á. Phải. Khó đi vô quỷ.
tự động luôn kìa. Vãi. Cực kỳ khó chơi luôn. Quá gắt. À, nói chung là nãy giờ là mình bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để chơi cái con xe cân bằng này. Kết quả là chỉ có thể đi tới đi lui và đi tốc độ rất là chậm mấy bạn, tại chưa đi chưa quen á, rất là khó đi, có lúc còn bị té nữa. Còn Toàn thì nó bó tay luôn, nó không dám đi luôn, nó sợ té. Nói chung là té thì không bao giờ mà té ngã hay gì hết các bạn, tại vì kế bên mặt đất mà cứ thấy ngã là mình tự động mình nhảy xuống đất thôi, chứ mình đâu bao giờ bị té được đâu, mình chỉ bị chống giò thôi. Nói chung là cái xe điện này nó rất là khó đi các bạn, đi không quen, mình không có tiến tới tiến lui, nó không có đều được, do mình chưa biết cách ngã người, mỗi lần mình ngã người là mình sợ té nên rất là khó đi. Mình nghĩ là phải luyện tập thêm vài ngày nữa mới có thể đi rành được, chứ mình thấy là trên mấy cái phố đi bộ rồi tụi nó đi rất là nhanh luôn và đi rất là hay nữa. À, nói chung là mình sẽ cố gắng luyện cái con này đi rồ hơn để lần sau mình sẽ làm cái giải đua xe hay gì đó mà nó chuyên nghiệp hơn, chứ giờ bây giờ mình đi quá là gà các bạn. À, như vậy kết thúc video tới đây. Nói chung là video hôm nay là mình review cái con xe điện các bạn này. Đồ này là mua đồ cũ chỉ có 2 triệu thôi, màu hường rất là cá tính. Các bạn xem hết video này, nếu thấy hay hãy like và chia sẻ video giúp mình. Đừng quên bấm cái kênh để ủng hộ và làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Tập đi Toàn, đâu có té đâu sợ. Anh thấy đi dễ mà. Đi còn quá trời luôn nè, chơi tới sáng luôn á. Đó, đâu ngã đâu phải không? Nó sẽ bị dưới.